Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 4, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Bạc Tình của tác giả Lệ Tuyết. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 4 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nghe tôi nói một chàng dài, An vẫn không rời đi. Tôi cắn môi nhìn anh, trừng mắt yếu ớt. Sau đó lại như một người mất trí, chống tay siêu vẹo đứng dậy. Từng bước lại gần phía anh, túm lấy khuỷu tay anh, lè nhè nói. Anh là người tình của cái cô diễn viên kia đúng không? Anh chống lưng cho cô ta đúng không? Hỏi chuyện này làm gì? Rõ ràng là hai người có quen nhau. Rõ ràng là anh với bên TNC chống lưng cho cô ta. Cho nên cô ta mới lộng quyền, tự cho mình là trời xanh, dẫm đạp người khác xuống bùn. Tôi nói cho anh biết, tôi không hề ăn trộm nhẫn của cô ta. Tôi không hề có ân oán gì với cô ta. Là do cô ta bản tính sân si, khốn nạn, không muốn ai hơn mình, nên luôn tìm cách hãm hại người khác. Bây giờ thì tốt rồi, cô ta thắng, còn tôi thua hoàn toàn, thua triệt để. Tôi mấp máy thật nhỏ, cũng không biết là sau đó mình còn nói những gì. Chỉ biết là lúc tỉnh dậy đã thấy bản thân mình đang nằm trên một chiếc giường lớn, quần áo trên người còn nguyên. Mùi rượu sực nựng, đầu óc còn đau nhói, cơ bản chưa thể tỉnh hẳn được. Bên ngoài thành phố vẫn còn lên đèn, đoán chừng lúc này chỉ khoảng 3-4 giờ sáng mà thôi. Nhìn chăm chăm lên trần nhà một hồi, tôi sau đó cũng vén chăn ngồi dậy, chân trần bước lại gần về cửa kính, chậm chạp đưa tay lên chạm vào. Đôi mắt chân chân nhìn sang quang cảnh bên ngoài. Bên ngoài trời mưa rào rào, phía xa xa còn lóe lên mấy tia chớp nhập nhằng. Nhìn giống như kiểu ông trời đang trải qua một trận tức giận không thể kìm hãm vậy. Ngẩn ngơ một hồi, tôi lấy lại tinh thần, trở về nhà tắm vệ sinh cá nhân qua một lượt, sau đấy mới đẩy cửa trở ra bên ngoài. Lúc này ở đầu bên kia hành lang, dưới ánh điện trần màu vàng lúa, tôi nhìn thấy An. Anh đứng đó, nghe điện thoại, ngón tay vẫn kẹp dở điếu thuốc đang cháy. Giọng nói trầm trầm vang lên trong đêm tối, không ngờ lại cuốn hút như vậy, giống như muốn rút cạn linh hồn của người khác vậy. Con năm nay đã 34 tuổi, không phải là 4 tuổi hay 14 tuổi, mà mẹ muốn đặt con ngồi đâu thì con phải ngồi đó. Con đã nói rồi, cuộc hôn nhân ấy là sự khiêm nhường cuối cùng của con rồi. Con không phải bảo mẫu, cũng không phải là người vô tri. Mấy giọt nước mắt đó đối với con hoàn toàn vô dụng. Thời gian này con khá bận, trước mắt con không thể hứa bất kỳ điều gì hết cả. Mặc dù không nghe rõ được đối phương nói cái gì, nhưng nghe qua những lời đáp trả của anh, tôi đoán là anh với mẹ của mình có chút xích mích gì đó. Thật ra bản thân tôi cũng không quan tâm đến chuyện riêng tư của người khác. Cái tôi quan tâm là những lời sằng bậy tối qua tôi nói lúc say, không biết là anh có để bụng hay không mà thôi. Dù sao thì tất cả cũng chỉ là suy đoán của tôi. Việc An có tiếp tay cho Minh Hồng chèn ép tôi hay không đều không có bằng chứng nào hết cả. Nghĩ đến đó, tôi cố gắng trấn tĩnh lại bản thân mình, chờ cho An cúp máy, sau đó mới từng bước bước lại, mấp máy nói: cảm ơn anh đã đưa tôi về đây. An quay đầu, mắt nhìn tôi không chớp, không hề nói gì, dường như là không có ý định nói. Còn tôi cũng không muốn bản thân ở đây làm phiền anh thêm một chút nào nữa, đành cất giọng tiếp. Anh có thể mở cửa cho tôi được không? Tôi muốn đi về. Lần này An cũng thu lại cái nhìn như muốn soi xét của mình, bảo tôi. Đã cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa? Tôi vô thức đưa tay lên mặt mình gật đầu. Vâng. Đúng là có hơi quá chén, nếu tôi không may có mạo phạm gì đến anh, hy vọng anh bỏ qua. Tôi ấy mà, lúc uống say thì khó lòng kiểm soát được hành động của mình. Ừ. An là một người rất kiệm lời, mặc cho tôi nói một tràng anh cũng chỉ gật đầu. Sau đó bầu không khí lại trở về yên lặng, chỉ còn nghe thấy những tiếng mưa cùng với tiếng gió rào rào.
Ở đâu này, tôi lần nữa nâng đôi mắt của mình lên nhìn anh. Không còn thời gian đâu mà đánh giá xem tâm trạng của anh như thế nào nữa. Nói tiếp. Vậy tôi đi trước đây. Nói xong tôi quay người. Thế nhưng vừa mới bước được một bước, phía sau lại vang lên giọng nói của anh. Bây giờ trời đang mưa, trời trời sáng hãy đi. Không sao, tôi đi bộ một đoạn ra đến đường lớn rồi gọi cũng được. Nhà anh có áo mưa không? Nếu có thể thì cho tôi mượn một chút cũng được. Không có. Không có thì thôi vậy. Không sao, tôi chạy một quãng cũng không vấn đề gì. Ánh mắt của An vẫn dừng ở trên người tôi không rời đi. Tôi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười xã giao đầy khách sáo, nhún vai. Một giây sau tôi lại nghe thấy anh nói tiếp. Không phải cô có chuyện muốn nói với tôi à? Nghe đến đây, hai tay tôi cũng vô thức siết lại. Có lẽ những lời tôi nói tối hôm qua thật sự làm cho An tức giận. Bây giờ anh cũng chẳng để yên cho tôi đi một cách dễ dàng nếu tôi không có một lời giải thích thỏa đáng. Thật ra thì cũng đúng thôi. Dù sao thì cũng chẳng ai chịu được cảnh bản thân bị vu khống một cách trắng trợn như vậy. Không thể trốn tránh được, tôi đành cười gượng quay lại nhìn An nói. Tôi thật ra tối hôm qua là tôi ăn nói hồ đồ. Anh là người cao thượng, việc gì phải chấp nhặt với kẻ nhỏ bé như tôi chứ? Cô ta làm gì cô? Vu khống, ăn trộm. Nếu tôi nói là tôi không làm, anh có tin không? Nếu không làm thì cần gì phải đày đọa bản thân? Chủ tịch An đúng là người có khiếu hài hước. Anh ra đời sớm hơn tôi, chinh phạt trên thương trường bao nhiêu năm. Bản thân anh rõ ràng biết cái xã hội này, nó thối nát như thế nào. Đâu phải một lời nói không làm của tôi là xong chuyện. Câu nói này của tôi không hề mang theo sự ám chỉ nào, nhưng có thể lọt vào tai của An sẽ trở thành một câu mỉa mai, một lời nói cười cợt. Bình thường chẳng ai muốn bản thân mình bị người khác chế giễu như thế này, cho nên tôi nghĩ là An sẽ tức giận. Nhưng không, từ đầu đến cuối anh vẫn rất bình thản, tựa như việc mấy lời của tôi chẳng lọt nổi được vào tai của anh. Hoặc là anh không thèm chấp với một kẻ không biết điều là tôi vậy. Cứ vậy im lặng một lát, cuối cùng anh bảo với tôi. Để tôi đưa cô về. Không cần đâu. Người đưa cô về đây là tôi, thì người đưa cô về cũng sẽ là tôi. Ít nhất cô cần an toàn. Tôi không muốn cô gặp chuyện, thì tôi lại là nhân chứng. Anh... Tôi nghẹn họng, muốn nói ra điều gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói được nữa. Đành phải gật đầu nghe theo lời của An, đi theo anh xuống lầu. Trời vẫn còn tối, những ngọn đèn bên đường hắt xuống thứ ánh sáng trơ trọi. Trên đường không có một bóng người, ngoài tiếng động cơ ô tô ra, bốn bề tĩnh mịch đến kỳ lạ. Tôi ngồi ở ghế lái phụ không nói gì hết, lấy điện thoại từ túi sách ra đọc tin nhắn của Huyền, sau đó nhắn tin lại cho nó. Còn của Phương thì vẫn vậy, chưa từng có một tin nhắn nào hết. Đang suy nghĩ, đột nhiên An lại hỏi tôi. Chương trình bạn muốn thành công của đài chúng cô bao giờ thì quay? Nếu mọi thứ thuận lợi thì có thể là tháng sau. Nghe nói là có cả bên TNC. Đúng rồi, nhưng mà chúng tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời của bên đó. Còn bên của anh nữa, anh cũng chưa trả lời tôi là có tham gia hay không. Cô là người lên kịch bản và dẫn chương trình sao? Trước thì đúng là như vậy, nhưng mà hiện tại có thể không phải nữa. Lý do, khả năng tôi phải chuyển việc. Tôi không nói quá nhiều với An, cũng không đả động đến chuyện của mình và Minh Hồng. Dù sao thì anh với đối phương cũng quen biết với nhau. Nếu tôi ngồi đây thao thao bất tuyệt nói xấu về cô ta, chẳng khác gì bản thân tự mình đã đi đường sống của mình cả. Huyền nói không sai, TNG và Net không phải ông trời. Nhưng hai tập đoàn đó lại là tập đoàn huyết mạch của đất nước. Việc di chết một kẻ tầm thường như tôi là chuyện quá là dễ dàng rồi. Suy nghĩ ấy liên tục đánh thẳng vào đại não, khiến cho tôi thêm phần tỉnh táo. Trong một khắc liền quay đầu sang nhìn. Lúc này An đang ngồi ở ghế lái. Sườn mặt của anh nghiêm túc, nhưng lại toát lên sự cao quý của một bậc vương giả. Rất khó có thể chạm vào được. Chưa hết, con người anh cũng vô cùng bí ẩn. Không phải ai muốn biết gì về anh là cũng có thể biết được. So với Phương, lúc này anh hoàn toàn hơn điểm.
Sau câu nói ấy của tôi, An chỉ ừ một tiếng, rồi không nói xem gì nữa. Một lúc sau trở về đến khu chung cư, tôi cũng nói: cảm ơn anh đã đưa tôi về. Chủ tịch An, chào anh. Nói xong tôi cũng xuống xe, đóng cửa lại, chờ cho An lái xe rời đi, cũng xoay người đi vào. Chỉ là tôi không ngờ được rằng khoảnh khắc ấy tôi lại nhìn thấy Phương đứng cách tôi một đoạn, trên tay còn cầm theo chiếc cặp lồng giữ nhiệt. Vốn dĩ chỉ là một cuộc hôn nhân hợp đồng, cho nên khi thấy tôi bước xuống từ xe một người đàn ông khác, Phương cũng không tỏ ra tức tối hay là khó chịu gì cả. Anh bước chậm chậm lại phía tôi, khàn giọng hỏi: em đi đâu cả đêm bây giờ mới về? Tôi có chút việc. Việc chỉ thế thôi à? Vậy anh còn muốn câu hỏi như thế nào đây? Chẳng lẽ tôi phải nói rõ ràng với anh là tôi đi chỗ này, đi chỗ kia, làm cái này, làm cái kia? Chúng ta nên thẳng thắn với nhau, như vậy thì tốt hơn. Anh nói chuyện cũng thật buồn cười. Phương, anh nên nhớ rằng là tôi chưa bao giờ hỏi anh bất cứ chuyện gì hết. Vì thế anh cũng không có tư cách hỏi tôi. Tôi thật sự không muốn ở đây đôi co với Phương. Bởi vì tôi thật sự rất sợ bản thân mình lại mất kiểm soát, để mặc cảm xúc trôi dạt. Cái tát hôm qua rất đau, mặc dù đã qua mấy tiếng và được An bôi thuốc cho, nhưng mà nó chưa thể khỏi ngay được, vẫn còn ê ẩm. Hiện tại tôi đứng trước mặt anh, nhưng anh không nhận ra được sự khác lạ, thì chứng tỏ tâm trí của anh không đặt ở trên người tôi. Còn những chuyện trước kia, có chăng anh chỉ là muốn trêu đùa tôi một chút, để cho cuộc sống bớt tẻ nhạt mà thôi. Hoặc cũng có thể là do người trong lòng của anh đã trở về, cho nên người thừa thãi như tôi không còn đáng phải ngó đến nữa. Hít vào một hơi thật sâu, tôi nói tiếp: tôi lên nhà trước, anh có việc thì cứ đi đi. Được rồi, em cứ lên đi, chờ tôi trở về, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Được. Tôi gật đầu với Phương, sau đó lại đi thẳng về phía thang máy. Lúc lên đến trên phòng, nhìn thấy trên bếp vẫn còn cắm một nồi cháo gà. Tôi lặng người đứng nhìn, những ngón tay lại vô thức siết lại. Cháo rất thơm, trong nồi vẫn còn một nửa, dường như là để phần cho tôi. Thật ra tôi đã từng ăn món Phương nấu, quả thật rất ngon. Nhưng vì công việc bận rộn nên anh ít khi vào bếp, thành ra số lần chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi vẫn còn nhớ có một lần tôi hỏi anh: sao một người như anh lại có thể nấu ngon như vậy? Thì đáp lại tôi, anh chỉ im lặng và im lặng. Nhưng đến bây giờ, tôi cơ bản đã hiểu ra rồi. Có lẽ anh học nấu ăn vì một người, và cũng chỉ muốn nấu cho người đó ăn mà thôi. Thu lại ánh mắt, tôi không động gì vào nồi cháo đó. Sau khi tắm xong cũng lên giường nằm một lúc, chờ đến sáng thì dậy đi làm. Đến nơi thì gặp Huyền. Nó hoảng hốt túm lấy tay tôi xoay một vòng, rối rít hỏi: mày có làm sao không? Có bị thương chỗ nào không? Thằng khốn đó có làm gì mày không? Được rồi, tao không sao cả. Mày không cần phải lo đâu. Tao xin lỗi, tất cả cũng là tại tao. Nếu tao không uống quá say, bỏ mày lại một mình, thì mày cũng sẽ không... Được rồi, tao đã bảo là tao không sao mà. Hôm qua Huyền nó cũng uống khá nhiều, bản thân say bí tỉ nên có theo bạn trai đi về phòng nghỉ trước. Thành ra không biết phía dưới xảy ra chuyện gì. Mãi cho tới nửa đêm, chắc lòng nó nghe được mấy người kia kể lại nên vội vàng nhắn tin và gọi điện cho tôi. Đó là lý do vì sao khi tôi tỉnh dậy, điện thoại lại có rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ nó. Đưa cho nó một hộp sữa đậu nành, tôi nói tiếp: tao thật sự không sao, đừng quá lo lắng nhé. Gã kia cũng bị công an đưa đi rồi. Ừ, mày mà làm sao chắc tao không thể nào sống nổi được quá. Lần sau tao hứa tao sẽ không bao giờ bỏ mặc mày nữa. Nhất định là như thế. Ừ. Tôi mỉm cười với Huyền. Không hiểu sao lúc này trong đầu tôi lại xuất hiện câu nói đầy lạnh nhạt của An lúc chúng tôi ngồi trong xe. Khi anh ấy đưa tôi về, bên ngoài trời vẫn mưa xả rích. Anh bảo với tôi: lần sau đến những nơi như thế này, đừng có uống nhiều quá. Cũng đừng có ăn mặc như thế này. Không phải người đàn ông nào cũng tử tế, hiểu không? Câu nói này lúc bấy giờ làm tôi ngạc nhiên vô cùng, nhưng lại chẳng dám quay sang nhìn anh. Chỉ có thể ậm ừ một tiếng rất nhỏ.
Thật ra không cần anh nói thì tôi cũng biết những đạo lý như này. Có điều tôi thật sự không thể tìm ra được lý do vì sao An giúp tôi. Chúng tôi không quen biết nhau, không có những mối quan hệ mật thiết. Chưa kể tôi còn là người mà Minh Hồng ghét nhất. Đáng lý anh nên mặc kệ mới phải. Hay là do anh có lòng trượng nghĩa giúp người, cho nên mới không thể chớp mắt bỏ qua nhìn những loại hành động chướng mắt như thế. Càng nghĩ tôi càng gần như chìm vào thế giới riêng của mình. Cho tới khi cánh cửa phòng bị đẩy mạnh, sau đó là cái Phương hấp tấp chạy tới, chỉ vào điện thoại, lắp bắp nói. Chị Vân, chị xem tin tức sáng nay chưa? Có biến này. Có chuyện gì sao? Chuyện lớn, à không, rất lớn là đằng khác. Các trang mạng đồng loạt đăng video về vụ việc chiếc nhẫn của chị đó. Chị lên mà xem đi. Nghe Phương nói vậy, tôi bất giác nhíu mày. Thầm nghĩ không biết Minh Hồng lại giở trò gì để hãm hại mình nữa. Nhưng rồi khi cầm điện thoại lên xem, bản thân lại giật mình bởi vì đoạn video kia lại chính là đoạn video trích xuất của khách sạn. Có một người đã nhân lúc tôi không để ý mà bỏ chiếc nhẫn của cô ta vào túi của tôi. Tốc độ chia sẻ rất nhanh, chẳng mấy chốc cục diện tưởng chừng không thể thay đổi, lại thay đổi 180 độ. Làm cho phòng làm việc tôi nói riêng cũng như nhà đài nói chung thở phào nhẹ nhõm. Chủ nhiệm cũng chạy đến chúc mừng tôi, động viên tôi bây giờ tất cả đều đã ổn, không còn lo lắng bị mất việc nữa. Những chuyên mục nào tôi đang làm thì vẫn cứ tiếp tục làm và phải làm cho thật tốt. Mỗi người một câu, tôi dù khá ngạc nhiên vì không biết ai giúp mình nhưng vẫn mỉm cười cảm ơn họ. Chờ cho tất cả giải tán mới cầm lấy kịch bản đi vào trường quay. Ai ngờ lúc đi qua phòng trang điểm, bước chân chợt khựng lại bởi vì bản thân nghe thấy giọng nói của Minh Hồng. Tôi nghiêng đầu nhìn qua khe cửa, không rõ cô ta vì sao ở đây. Nhưng mà ngữ điệu của cô ta ẩn dần sự tức giận và bực bội vô cùng. Lại phát mấy cái này, sao chúng nó lại có trích xuất camera của khách sạn? Cái này chị cũng vừa mới biết. Nhưng mà em kệ đi, hôm nay em phải quay số, đừng để tâm trạng không tốt. Mọi chuyện hãy để công ty xử lý. Xử lý? Như thế này mà là xử lý sao? Rõ ràng là có người đang giải vây cho cô ta và dìm em xuống. Chị có biết em sẽ bị ảnh hưởng như thế nào không hả? Chị đã liên hệ cho phía truyền thông của công ty rồi, chắc chắn nó sẽ bị gỡ thôi. Tốc độ chia sẻ và comment nhiều đến mức như thế này, khối người cũng biết rồi. Một câu nói gỡ, là thay đổi được cục diện sao? Minh Hồng không hề nể nang gì với người quản lý của mình. Cô ta nghiến răng cua lấy điện thoại, sau đó tức giận hét với người ở bên kia. Tại sao anh lại làm thế với em? Anh vì muốn giải vây cho cô ta mà làm thế với em. Anh động lòng với cô ta rồi hả Phương? Không rõ đầu dây bên kia Phương nói gì, nhưng nét mặt sau đó của Minh Hồng càng trở nên tệ hại. Cô ta phẫn hận ném điện thoại vào một góc, sau đó lại bắt đầu chửi lớn. Khốn kiếp, còn phóng viên đó thì có cái gì mà anh ấy phải để tâm đến nó như vậy cơ chứ? Cũng chỉ là một con đàn bà rác rưởi nghèo kiết xác, không tiền không quan hệ, vậy mà. Được rồi, em có tức giận thì cũng phải biết kiềm chế mình chứ. Ở đây là đài truyền hình, đâu phải là ở nhà đâu mà em cư xử như vậy hả? Nếu để người khác biết được là ngày mai em lại lên báo đấy. Nhưng mà em không thể chịu nổi được. Rõ ràng anh ấy đứng về phía con đó, bao che cho con đó. Vậy mà khi em hỏi anh ấy lại bảo là anh ấy không làm. Chị thử nghĩ mà xem, nếu chị là em, chị có chấp nhận được câu trả lời đó không hả? Có khi chủ tịch Phương thật sự không làm thì sao? Chị thấy có khi nào là do em quá mẫn cảm rồi. Chứ chị nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy ngài ấy có mối quan hệ nào với cô ta cả. Mà nếu đã không có quan hệ thì việc gì phải giúp chứ? Đấy là chị nghĩ thế, nhưng thực tế thì không đơn giản. Nếu không có quan hệ, sao tối qua anh ấy lại đi ăn cùng với con đàn bà đó chứ? Đã vậy lại còn đòi ngồi bàn dành cho tình nhân, ăn những món ăn đắt tiền. Chắc chắn là nó đã mồi chải anh ấy, bỏ bùa anh ấy, nên anh ấy mới thay lòng như vậy. Vậy giờ em tính thế nào? Đương nhiên là không thể để cho nó yên ổn rồi. Em không nói được anh ấy, nhưng mà sẽ có người khác nói được. Em không tin là anh ấy sẽ cố chấp bênh vực con phóng viên đó. Minh Hồng càng ngày càng có địch ý với tôi nhiều hơn.
Cho nên thủ đoạn cô ta xuống tay với tôi cực kỳ tàn nhẫn, không cho người khác đường lui nào cả. Thậm chí lúc này cô ta mở cửa đi ra ngoài nhìn thấy tôi, cô ta cũng không còn giữ được cái vẻ thân thiện giống như thường ngày, mà trực tiếp cười nhếch mép, sau đó đi qua tôi, huých mạnh vào vai tôi một cái. Cú huých này khiến tôi loạng choạng lùi lại phía sau, cũng may có Huyền đỡ nên không bị tiếp đất. Sắc mặt nó đen lên quát. Không có mắt nhìn à? Quản lý của cô ta nhanh chóng tiến lên giải vây. Thật ngại quá, Minh Hồng hôm nay tâm tình không được tốt, mong các cô bỏ qua cho. Không được tốt là tự cho mình cái quyền gây sự với người khác à? Tưởng là ông trời chắc. Chúng tôi thành thật xin lỗi. Bị Huyền nói thẳng thừng, quản lý của Minh Hồng cùng với cô ta đương nhiên không hề vui vẻ, nhưng họ cũng không dám to tiếng ở nhà đài vì sợ ảnh hưởng danh tiếng, cho nên đành phải nhịn xuống kéo nhau rời đi. Bóng người khuất dần, Huyền quay sang tôi, ký vào trán tôi một cái, bất mãn lên tiếng. Mày đây nhé, cứ hiền như cục bột ấy, bảo sao con đó nó ngồi lên đầu bắt nạt. Lần sau nó mà thế, mày cứ tát thẳng mặt nó cho tao. Phải tát nó thì nó mới biết sợ. Được rồi, cái gì giải quyết được êm nhẹ thì mình ưu tiên, không nên dùng đến bạo lực. Nhưng mà có những đứa phải dùng đến, hiểu chưa hả? Lần này mày có người khác cứu được, nhưng không có nghĩa là lần sau cũng sẽ có. Đi làm đi. Tôi biết là Huyền quan tâm đến mình, cũng biết là nó không sợ bất kỳ ai. Có điều người như Minh Hồng tôi không muốn nó dây vào. Không phải là vì sợ cô ta, mà là do chúng tôi không có chỗ dựa vững chắc, nên chống lại thì cũng chỉ thiệt thòi mà thôi. Về phần Phương, rõ ràng anh đứng về phe cô ta, cho nên tôi có là vợ cũng không đủ khiến anh liếc mắt. Vậy hà cớ gì tôi cứ bắt bản thân mình phải kỳ vọng cơ chứ. Bận rộn cả một buổi chiều, sau đó lại đi ăn cùng với phòng đến 10 giờ. Khi tôi trở về nhà, Phương vẫn chưa trở lại. Nồi cháo anh Phần vẫn còn cắm đó, qua một ngày dài đã trở nên vón cục và cháy bết hết xung quanh. Rõ ràng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi, nhưng lại khiến tôi tức tối vô cùng, bực tức ném hẳn vào thùng rác. Thật sự lúc này nó khiến cho tôi cảm thấy chướng mắt vô cùng. Dọn dẹp phòng bếp xong xuôi cũng mất cả tiếng. Tôi quay người trở vào đi tắm, xong xuôi cũng nằm vật xuống giường trùm chăn ngủ, vì cả ngày cũng đã quá mệt mỏi. Ai ngờ lần này bản thân lại mơ một giấc mơ quái dị. Trong giấc mơ ấy, tôi nhìn thấy khoảng cách của tôi với Phương xa đến trùng điệp. Bên cạnh anh là một người phụ nữ. Tôi không nhìn thấy mặt, nhưng chắc có lẽ cũng phải rất đẹp. Nếu không làm sao người đó có thể giữ chặt được trái tim của anh cơ chứ? Bọn họ nhìn thấy tôi, nhưng cái nhìn lại không hề nể nang chút nào, bởi nó mang theo sự thù hận cũng như chán ghét. Nhất là khi Minh Hồng xuất hiện, cục diện càng trở nên tồi tệ hơn. Cô ta chửi bới tôi, cùng người phụ nữ kia lao lên đánh tôi. Còn Phương thì vẫn đứng nguyên ở đó, tuyệt đối không nói một lời nào. Khi tôi phản kháng lại, anh lại hùng hổ đến tát tôi một cái đau điếng, chỉ tay vào mặt tôi cảnh cáo và đe dọa. Cái tát này làm cho tôi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi trên trán xuất hiện một tầng mỏng, hơi thở có chút loạn. Tôi vén chăn ngồi dậy đi ra ngoài. Ai ngờ lại nhìn thấy ở phòng khách, thân hình cao lớn của Phương dựa vào sofa, mắt nhắm nghiền. Trên người anh chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng, chiếc vest đắt tiền cũng được tùy tiện ném sang một bên. Tuy hơi lộn xộn nhưng vẫn chẳng đủ để dìm anh xuống. Gương mặt anh dưới ánh đèn màu vàng lúa xa lạ mà anh tuấn quá mức. Bờ môi hơi mím lại, lạnh lùng lộ ra đầy khí chất mạnh mẽ. Có lẽ là anh rất mệt. Tôi đứng nhìn một lúc vẫn không thấy người đàn ông ấy có ý kiến gì, mắt cũng chẳng mở ra. Vốn dĩ là định mặc kệ, nhưng nhìn anh chật vật như vậy tôi cũng không nỡ. Vì thế đành xoay người đi vào phòng bếp nấu nước giải rượu. Lúc mang ra, Phương dường như đã lấy lại được một chút tỉnh táo. Sáng người đã ngồi thẳng, giọng nói trầm thấp thản nhiên vang lên. Nghe rất rõ ràng nhưng không hề có men trong người. Em vẫn chưa đi ngủ. Ngủ được một giấc rồi. Vừa nói tôi vừa đưa cốc trà gừng cho anh. Biểu cảm trên khuôn mặt không hề để lộ ra một chút gì gọi là khác lạ. Anh uống đi. Uống xong ngồi đợi một lúc rồi đi tắm. Tôi pha nước cho anh. Phương ử nhẹ một cái.
Anh không đưa tay ra nhận lấy cốc trà ngay và lặng lặng nhìn tôi. Đôi đồng tử đen thẳm như bóng đêm ngoài cửa sổ, vừa sâu lắng bình lặng, vừa không thể hiện rõ tâm tư. Bình thường những người đàn ông khi say đều vật vờ bếch nhách, không ói thì cũng nồng nực mùi rượu cùng với mùi mồ hôi. Nhưng anh thì tôi lại thấy khác, bởi vì lúc này rõ ràng là anh say. Nhưng đôi đồng tử trong mắt không hề lờ đờ, không hề mơ hồ, mà ngược lại nó còn ánh lên những tia sắc lạnh. Chỉ cần liếc một giây vẫn đủ sức khiến cho đối phương sợ hãi, không dám làm ra những hành động quá đáng nào. Cảm ơn em. Qua một lúc Phương cũng cất giọng đáp trả. Anh vừa thổi vừa nhấm nháp chén trà gừng, động tác vô cùng nhã nhặn và lịch sự. Ngoài cửa sổ, sấm chớp chợt lóe lên. Tôi đưa mắt nhìn những tia nhập nhằng ấy một giây, rồi mới từng bước đi về phía nhà tắm. Chỉ là vừa được ba bước, anh lại trầm khàn cất giọng. Để đó đi, tôi tự làm được. Sấm sét như vậy em không thấy sợ à? Có gì mà phải sợ, cũng chỉ là sấm sét, ở nhiều dần sẽ thành quen thôi. Sao, anh nghĩ tôi sợ à? Tôi nghĩ là phụ nữ ai cũng có nỗi sợ, đó là cảm giác không an toàn mỗi khi trời mưa. Vậy thì trong số đó không có tôi rồi. Ừ, vậy em sợ cái gì? Tôi không sợ cái gì hết. Sau khi nhận được câu trả lời của tôi, Phương cũng quyết định không hỏi thêm bất kỳ điều gì. Tôi chỉ nghe anh nói với mình một câu: em rất mạnh mẽ. Sau đó lại nghiêng người xuống ghế sofa nhắm mắt. Tôi đưa mắt quan sát anh, cũng chẳng biết tâm trạng của anh lúc này như thế nào, nên chẳng dám hỏi quá nhiều. Bước chân tiếp tục di chuyển vào phòng tắm. Pha xong, tôi trở ra phòng khách báo với anh một tiếng, rồi mới trở về phòng, cố gắng ép mình không được suy nghĩ để chìm vào giấc ngủ. Một đêm dài trôi đi, cơn mưa đêm qua cũng tạnh sau đó vài tiếng, nên không khí sáng sớm bây giờ khá là trong lành. Mọi bụi bẩn đều được gột rửa hết. Tôi đẩy cửa đi ra ngoài, bóng dáng Phương đang lụi hụi rơi vào tầm mắt. Bản thân nhất thời không biết nên suy nghĩ như thế nào cho phải. Dựa lưng vào quầy bar, tôi im lặng một lúc rồi cũng tiến lại cất giọng hỏi. Anh dậy sớm vậy à? Không thấy mệt à? Không, cháo chín rồi, lại ăn đi. Lát nữa tôi đưa em đi làm. Không cần đâu, tôi tự đi được. Tôi nhún vai đáp trả. Phương không vội trả lời. Anh cẩn thận múc hai bát cháo thịt nạc với trứng muối ra đặt ở bàn ăn. Xong xuôi hết rồi mới tiếp tục. Tôi sẽ thả em cách đài truyền hình một đoạn. Em không việc gì phải lo. Dù sao thì hôm nay tôi cũng tiện đường. Thế à? Ừ, vậy cũng được. Cứ thế bữa ăn sáng diễn ra rất nhanh, với bầu không khí mang theo một chút gượng gạo. Phương theo như lời hứa đưa tôi đến gần công ty thì thả xuống. Tôi đứng bên vệ đường, lững thững đi bộ từng bước, đến khi vào phòng mới mệt mỏi kéo ghế, đầu gục xuống mặt bàn. Cái Linh trợ lý chạy lại để tay lên trán tôi một vài giây, nó quan tâm hỏi. Chị sao thế? Mới qua một ngày đã ủ rũ giống như người bị mất hết tất cả vậy. Tối qua ngủ không ngon nên hơi mệt một chút thôi, chút nữa là sẽ ổn. Em thấy chị rất là hời hợt với sức khỏe đấy nhé. Mình là phụ nữ mà, biết là công việc quan trọng, nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn. Người xanh như tàu lá chuối thế này mà không chịu đi khám gì hết, còn muốn để đến bao giờ đây? Được rồi, ngồi nghỉ một lúc là ổn thôi, đi làm việc đi. Nhưng mà tôi thật sự không sao. Tôi ra sức khuyên bảo Linh, cũng nghĩ rằng bản thân mình chỉ cần nghỉ ngơi một chút là có thể ổn trở lại. Ai ngờ trong quá trình làm việc, bản thân liên tục choáng váng. Ban đầu thì còn có thể chống đỡ được một tí, nhưng tới khi quay được một nửa, lại không chịu nổi được nữa, ngất xỉu ra đó, hại mọi người phải đưa đi đến bệnh viện. Tôi sốt cao, nằm mê man đến tận 9 giờ mới tỉnh. Lúc mở mắt thì nhìn thấy Huyền từ ngoài đi vào, trên tay nó còn cầm theo chiếc cặp lồng cháo. Tôi đưa tay lên chống đỡ lấy đầu, hỏi nó. Muộn rồi, sao mày còn vào đây làm gì? Tao ở đây với mày. Nào, dậy rồi thì ăn lấy một chút cháo đi, sau đó còn uống thuốc. Đã bảo mày bao nhiêu lần rồi, làm gì thì làm cũng phải chú ý đến bản thân chứ. Mày lại cứ hùng hục như trâu, bây giờ thấy khổ chưa? Tao bị làm sao vậy? Suy nhược cơ thể, sốt virus nữa.
Ừ, vậy chắc ngày mai là ra viện được thôi. Nằm thêm mấy ngày nữa theo dõi đã. Lãnh đạo cũng không ai bắt mày đi làm ngay đâu. Còn nhiều việc lắm. Để dồn ở đó tới lúc đi làm lại sẽ rất mệt. Mày... Huyền bất lực, nó chán chả thèm nói nữa. Sau khi lấy cháo cho tôi ăn cũng ở lại bệnh viện luôn. Hai đứa nằm tâm sự mấy chuyện trên trời dưới đất. Đến tận 1 giờ mới ngủ tiếp. Đến sáng hôm sau phải đi Quảng Ninh công tác, nên nó 6 giờ đã rời khỏi. Mà tôi thì vẫn còn khá mệt, nên đến tận khi bác sĩ đẩy xe thuốc đi vào phòng, bản thân mới lò mò ngồi dậy. Người đến là một bác sĩ còn khá trẻ. Họ khám cho tôi một hồi rồi nói: "Cũng đã hạ sốt rồi. Nếu từ giờ tới tối ổn thì ngày mai có thể ra viện được rồi." "Cảm ơn bác sĩ." "Không có gì. Con gái tôi thần tượng cô lắm đấy. Lần nào có chương trình của cô, nó cũng phải ngồi xem xong mới chịu lên phòng đi học. Nó còn bảo sau này nó sẽ cố gắng để được như cô đấy." "Thế à, chị cũng biết tôi sao?" "Biết chứ, MC xinh nhất đài truyền hình, không biết mới lạ đấy." "Chị quá khen rồi, tôi thật sự không được như thế đâu. Mọi người làm cùng tôi, ai cũng đều giỏi hết. Một cô gái nghị lực như cô thật sự hiếm có." Tôi hiểu lời nói này còn ám chỉ về việc drama vừa rồi của tôi với Minh Hồng. Nhưng rõ ràng đối phương sợ tôi suy nghĩ nên không dám nói thẳng. Mà tôi đối với nó cũng chẳng để trong đầu quá nhiều. Chỉ mỉm cười nhẹ nhận lấy thuốc của ngày hôm nay cất vào tủ. Còn đang không biết nói gì thêm thì cánh cửa lại mở ra. Sau đó là bóng dáng một nữ điều dưỡng hớt hải chạy vào với đôi mắt đỏ hoe, nấc nghẹn nói: "Cô giáo Tâm, chị sang bên phòng VIP 1 tiêm cho bệnh nhân bên đó giúp em được không ạ?" "Em... làm sao đấy? Gặp phải chuyện gì à?" "Vâng, bệnh nhân phòng đó cứ ngọ nguậy, làm em không lấy được ven cho nên chồng cô ta cáu gắt với em." "Vâng, anh ta đuổi em, còn đòi gặp giám đốc để nói chuyện. Cô giáo Tâm, cô giúp em với được không cô? Khó khăn lắm em mới xin vào đây làm được. Em... hôm qua tôi đã dặn em thế nào? Người trong phòng đó là người chúng ta không dễ động vào. Họ có quen biết với cả giám đốc, nên các em làm gì cũng phải cẩn thận chứ." Em xin lỗi, em... "Em đứng ở đây tháo kim ra cho cô ấy, tôi sang bên đó xử lý. Còn nữa, lần này nếu có mệnh hệ gì cũng không ai cứu nổi được em đâu. Em liệu mà chuẩn bị tinh thần cho tốt." "Vâng." Nữ điều dưỡng đó ủ rũ gật đầu, nước mắt lại chảy dài trên má. Tôi nhìn cũng không nỡ đành nói: "Chắc là họ chỉ dọa thế thôi. Chứ để được như ngày hôm nay các em phải học cực khổ. Sao có thể nói một câu nghỉ là nghỉ được?" "Chị không biết đấy thôi. Cái người hôm nay em đắc tội quan hệ rộng lắm. Nghe nói là ông chủ gì đó. Họ quen biết nhiều. Chỉ một câu nói cũng đủ làm em mất việc rồi." Vừa nói cô bé đó vừa khóc lớn hơn, thiếu nước là ngồi sụp xuống. Về phần tôi không nói được gì nữa, bởi vì tôi cũng không biết nên an ủi như thế nào cho phải. Trường hợp này so với trường hợp của tôi vài ngày trước cũng na ná giống nhau như thế. Để bị người khác dùng quyền lực để đè xuống, bắt ép phải nhúng bùn, dù có chạy trọt cầu cạnh khắp nơi vẫn không ăn thua gì cả. Mà nhắc đến chuyện này tôi cũng mới nhớ, theo như Minh Hồng nói, Phương không gỡ những tin tức tiêu cực ấy xuống, vậy người gỡ xuống là ai đây? Không lẽ là bên Net sao? Không có khả năng, Net chẳng có lý do phải làm điều ấy với tôi cả. Cứ thế tôi ngồi suy nghĩ, gần như mất cả nửa buổi. Người không khác gì mất hồn là mấy. Đến 11 giờ, bản thân lững thững một mình đi xuống căng tin. Ai ngờ lúc đi không sao, lúc lên lại giáp mặt với Minh Hồng. Cô ta đi từ thang máy ra, trên tay còn cầm theo giỏ hoa quả. Nhìn thấy tôi đôi mắt hơi sựng lại một tí. Sau đó bước tới chào phúng nói: "Trùng hợp quá, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tôi nghe mọi người trong nhà đài nói cô nhập viện. Sức khỏe bây giờ thế nào, có ổn hơn không?" "Cảm ơn cô, tôi cũng ổn rồi." "Thế thì tốt rồi, lần sau cô nhớ chú ý giữ sức khỏe một chút, đừng để bản thân kiệt sức." Nghe những lời quan tâm giả tạo này của cô ta, tôi thật sự cảm thấy buồn nôn và ghê tởm, nên không nói gì nữa. Bảo sao nghề diễn viên thích hợp với cô ta. Suy cho cùng cũng là do cô ta có năng khiếu, sau lưng đâm người khác nhưng trước mặt vẫn dửng dưng như không hề có chuyện gì cả. Không có ý định nói tiếp chuyện, bước chân tôi đi nhanh hơn,
Biết đâu khi đi qua một ngã rẽ, Minh Hồng lại kéo tay tôi lại, sau đó chỉ về phía hành lang bên kia giả bộ nói. Kia hình như là anh Phương, chủ tịch của TNG. Nghe nói Vân cần phải mời anh ấy tham gia chương trình gì đó à? Bây giờ gặp nhau ở đây rồi, cô có muốn qua đó một chút không? Theo cái chỉ tay của Minh Hồng, tôi liếc mắt nhìn, quả nhiên là thấy Phương. Anh mặc chiếc áo sơ mi màu đen, một chiếc quần dài màu đen, dáng người cao lớn đang đứng nói chuyện điện thoại. Một lúc sau cánh cửa mở, có một người con gái đi ra. Họ nói với nhau cái gì đó tôi không nghe rõ, nhưng mà tôi thấy khóe miệng anh đã cười. Anh cười rất sảng khoái, không hề giống cái nụ cười khi mà ở bên cạnh tôi. Không thấy tôi nói gì, Minh Hồng lại tiếp tục. Thật ra dạo gần đây anh ấy rất bận, bởi vì người trong lòng anh ấy đổ bệnh nên phần lớn thời gian anh ấy đều ở đây hết. Công việc phía công ty cũng giao lại cho trợ lý xử lý. Đúng là một người đàn ông trung tình, Vân có thấy thế không? Trước kia tôi cứ tưởng cô ta là người yêu của Phương và cô ta thích Phương, nhưng mà theo tình hình này dường như mọi chuyện lại hoàn toàn không phải thế rồi. Minh Hồng có chăng chỉ là người quen, còn cái người kia ở phòng bệnh kia mới thật sự là người trong lòng của anh, là người khiến cho anh phải hao tâm tổn trí. Nơi trái tim đang đập nhói lên một nhói, tôi hơi siết tay, cố gắng điều chỉnh cảm xúc để không biến mình trở nên tệ nhất. Nhàn nhạt nói, chuyện hợp tác tôi sẽ đến tận công ty ngày ấy để nói chuyện, bây giờ người ta đang bận, vẫn là không nên làm phiền thì hơn. Vân không cần khách sáo như thế, chúng ta là người quen, anh Phương cũng gặp Vân rồi mà, cũng có thể coi là quen biết. Mình nói chuyện nhiều, lâu dài sẽ trở thành bạn thôi. Hiện tại sức khỏe của tôi vẫn chưa tốt lên hẳn, chưa kể tôi còn là phóng viên, không thể đem bộ dạng này đi mời khách mời quan trọng được. Tôi thẳng thắn từ chối, Minh Hồng đối với một màn ấy cũng chỉ cười cười, vẫy vẫy tay với tôi, sau đó quay người đi về phía phòng bên kia. Bước đi thong dong giống như vừa chứng kiến được một câu chuyện cười, khiến cho cô ta hả hê đến cực độ vậy. Còn tôi bản thân đã mệt, bây giờ lại càng cảm thấy không vui vẻ. Sau khi trở về phòng cũng không ra ngoài thêm một lần nữa, trong đầu chỉ tồn tại duy nhất suy nghĩ. Hóa ra cái người sáng nay cáu gắt và đe dọa cô điều dưỡng nhỏ bé kia không phải ai khác mà chính là Phương. Vì cô bé đó làm người trong lòng anh tức giận, cho nên anh vì cô ta mà không nhân nhượng với bất kỳ ai. Đúng là một màn đầy thâm tình đấy. Nếu ở trong câu chuyện thì người bị ném đá sẽ là tôi rồi. Bởi vì tôi là kẻ không được yêu, cho nên tôi là kẻ thứ ba ngáng chân cho anh tái hợp với người yêu cũ. Cứ tưởng ngày hôm nay mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, nhưng thật không ngờ đến nửa đêm, cơn sóng ngầm lại bị dâng trào lên lần nữa. Khi mà bên ngoài cửa phòng giọng nói của Minh Hồng vang lên, giống như là cố tình muốn cho tôi nghe thấy. Chị à, anh rể mặc dù rất tốt, nhưng mà chị thử nhìn xem, chị bị như thế này mà anh ấy không đến thăm hỏi chị một lời, có phải là quá vô tâm rồi không? Chắc là anh ấy bận. Thế anh Phương không bận sao? Anh ấy bận nhưng vẫn bỏ hết công việc để chạy đến đây thăm chị, xong đến giờ cũng chưa có bạn gái, chứng tỏ đối với chị vẫn một lòng một dạ. Chuyện trước kia đã qua rồi, theo em nếu có thể chị hãy ly hôn đi, sau đó hãy quay lại với anh Phương để cả hai không phải nuối tiếc. Ngày trước tôi cứ nghĩ Phương đứng về phía Minh Hồng là vì anh thích cô ta, yêu cô ta. Nhưng mà bây giờ sau khi nhận thức lại mọi chuyện, tôi cuối cùng cũng nhận ra được rằng người anh thích hình như là cô gái ở phòng bệnh đầu hành lang kia. Dường như bọn họ đã từng có khoảng thời gian thân thiết với nhau, nhưng vì hoàn cảnh mà phải rời xa, cho nên không ai có thể chấp nhận được sự thật này. Người phụ nữ đó có chồng nhưng vẫn nhớ nhung tới anh, còn anh có vợ nhưng trái tim vẫn chỉ có một mình người đó. Cho nên khi đối phương cần nhau, một trong hai sẽ sẵn sàng đến bên cạnh, bất kể là họ đang ở thời gian nào, mối quan hệ nào. Thêm nữa, sự xuất hiện của họ ở trước cửa phòng tôi lúc nửa đêm như thế này, nó giống như là cố tình hay vô ý. Bản thân tôi cũng không thể xác thực được. Tôi chỉ biết mình đã cố gắng giữ im lặng để nghe cuộc nói chuyện của bọn họ. Thế rồi sau câu nói ấy, giọng nói yếu ớt của người phụ nữ kia cũng vang lên. Chuyện này không thể tùy tiện nói được, nhỡ có người khác nghe thấy thì cũng không hay đâu.
Chị sợ cái gì chứ? Không phải chị sợ, chẳng qua là chị không biết mình phải nên làm như thế nào thôi. Cuộc hôn nhân của chị tuy là mối liên hôn, nhưng mà nói đi nói lại, anh rể em cũng không đối xử tệ với chị quá mức. Song hai bên gia đình đang rất kỳ vọng có cháu bé, em bảo ly hôn làm sao được chứ? Anh ấy thật sự rất tệ, chứ không phải là tệ nữa. Chị nhìn bản thân xem, chị ở viện bao lâu rồi? Người xuất hiện bên cạnh chị là ai? Anh ấy đã bao giờ một lần đến đây thăm chị chưa? Hay là có một cuộc gọi cho chị chưa? Chị đừng tự mình làm khổ mình nữa. Anh Phương vẫn còn yêu chị, vẫn còn tình cảm với chị. Song bây giờ anh ấy cũng có sự nghiệp và chỗ đứng rồi. Chị hà cớ gì phải tự đày đọa bản thân với cuộc hôn nhân không hạnh phúc này chứ? Hồng, em nhắc nhở cho chị, bên cạnh anh ấy còn có rất nhiều con đàn bà tâm cơ. Nếu chị còn chần chừ thì sớm muộn cũng mất hết. Tới lúc ấy chị có khóc lóc thế chứ khóc lóc nữa cũng không ai giúp nổi chị đâu. Tiếng khóc thút thít chuyển đến khiến người khác cảm giác đau lòng thay. Tôi nhíu mày nghe thấy người phụ nữ kia lên tiếng tiếp. Nhưng mà chị cảm giác anh ấy không muốn quay lại với chị. Rõ ràng là anh ấy chăm chị, anh ấy lo lắng cho chị. Nhưng mà anh ấy hình như không còn như trước kia nữa. Có khi nào anh ấy yêu người khác không? Em không định nói với chị đâu. Nhưng mà hôm nọ em có nhìn thấy anh ấy đi ăn cùng với một người phụ nữ khác đấy. Cái cách anh ấy quan tâm cô ta không đơn giản, cả hai chỉ là đối tác. Chị hiểu không? Chị, bây giờ thay vì ngồi đây khóc, thì việc chị cần làm chính là hãy giải quyết cuộc hôn nhân kia đi. Em nói thật với chị, với tính cách mềm yếu này của chị thật sự không thích hợp với cuộc liên hôn đó. Nếu là em sẽ làm tốt hơn chị rất nhiều. Em sẽ không bao giờ chấp nhận việc để chồng mình coi mình như cỏ rác đâu. Hồng, đừng nói với chị là em thích... Đúng, em thích anh ấy. Em thích anh ấy từ cái lần đầu tiên em gặp anh ấy rồi. Nhưng vì anh ấy là chồng của chị, cho nên em mới không dám làm gì quá phận. Những ngày này không chỉ làm cho người phụ nữ kia giật mình, mà đến bản thân tôi cũng không tránh khỏi đầu óc ong ong lên. Nếu tôi không nhầm thì bọn họ là chị em ruột. Vậy mà em vợ lại dám có tình cảm với anh rể, yêu cầu chị gái ly hôn để có cơ hội. Cái gia đình nhà này cũng thật náo nhiệt quá rồi. Tiếng Minh Hồng tiếp tục vang lên. Em sẽ chờ chị ly hôn. Tới lúc ấy em sẽ đường đường chính chính theo đuổi anh rể. Dù sao thì chị cũng không có thích anh ấy, nên em nghĩ chắc chị cũng không khó chịu với em đâu, đúng không? Chị có hơi bất ngờ, nhưng mà anh rể em không phải là người dễ dàng giống như Phương đâu. Em cũng bảo là anh ấy máu lạnh, vậy mà em còn muốn lao đầu vào sao? Em khác chị, em đủ thủ đoạn và tàn nhẫn để xử lý mấy con đàn bà râu ria bên cạnh anh ấy. Với cả chị nghĩ mà xem, nếu chị lấy anh Phương, em lấy anh rể, gia đình chúng ta chẳng phải có chỗ dựa hay sao? Tới lúc ấy công ty cũng có cơ hội được phát triển rộng rãi, bố mẹ cũng nở mày nở mặt, giới thế gia còn ai dám khinh bỉ nhà chúng ta nữa. Chị, chúng ta là chị em muốn tốt cho chị nên mới khuyên chị như vậy. Còn nếu chị không đồng ý thì chị cứ coi như là em chưa nói bất kỳ điều gì cả. Về phần anh rể, em vẫn sẽ tìm cách để được ở bên anh ấy. Hồng, chị cứ suy nghĩ kỹ đi. Cuộc nói chuyện đến đây cũng kết thúc, tiếng bước chân theo đó cũng xa hơn. Dần dần tất cả chỉ còn lại một mảng im lìm. Tôi ngồi lặng người trên giường nhìn căn phòng tối mờ, rồi lại nhìn điện thoại không lấy một cuộc gọi hay tin nhắn. Lồng ngực bất chợt nghẹn thắt lại, không hề có một sự liên lạc từ anh, cũng không hề trả lời tin nhắn của tôi. Chẳng hiểu là do anh quên nên bỏ qua tôi, hay thực chất bây giờ anh không còn để tôi trong tầm mắt của mình nữa. Nếu anh thật sự yêu người phụ nữ ấy, hà cớ gì anh không đề nghị ly hôn với tôi để cưới cô ta? Rốt cuộc là anh đang nghĩ cái gì? Còn nữa, vừa rồi Minh Hồng có nhắc đến người anh rể kia. Vậy người đó là ai mà lại có thể khiến cho hai người phụ nữ này sợ như vậy? Liệu có phải là một ông chủ lớn khác nữa không? Vì những suy nghĩ điên cuồng ấy mà gần như cả một đêm tôi không thể ngủ ngon giấc được. Lúc nào cũng chập chờn tỉnh giữa chừng hoặc là mê man. Thành ra đến khi buổi sáng tỉnh dậy, cả người mệt lả đến mức giống như người chết đuối bị vớt lên vậy. Bác sĩ điều trị nhìn thấy tôi như vậy
thì không khỏi giật mình hỏi. Sao vậy? Lại thấy không khỏe chỗ nào à? Không phải, tối qua tôi mất ngủ nên giờ dậy hơi mệt thôi. Thức đêm nhiều cũng không tốt, cô còn trẻ đừng nên bỏ bê sức khỏe của mình như thế, nên điều chỉnh lại giờ giấc làm việc một chút. Tôi biết rồi. Tôi gật đầu xong nhớ đến chuyện của cô gái kia, bản thân lại không nhịn được mà hỏi. Bệnh nhân hôm qua chị xử lý ổn chưa? Có vấn đề gì không? Một cô tiểu thư lá ngọc cành vàng, tính tình không được tốt cho lắm. Cô ấy bị sao à? Ừ, bị sốt xuất huyết, đã nằm viện được 4 ngày rồi. Có vẻ mấy người kiêng dè cô ấy nhỉ? Bạn trai cô ta là một ông chủ lớn, có quen biết với giám đốc của bệnh viện nữa, nên không thể không ưu tiên. Nói chung phục vụ những tiểu thư như vậy khá mệt mỏi, không phải ai cũng là người dễ tính dễ sống. Sao là vậy? Chắc hẳn là một cô gái rất là xinh đẹp. Đúng là rất xinh đẹp. Nghe nói là chị gái của diễn viên Minh Hồng, tên là Minh Hường, là một nhạc sĩ. Nhạc sĩ sao? Tôi nhắc lại, vị bác sĩ kia gật đầu nói tiếp. Cũng khá là có tên tuổi, nhiều bài hát nằm top trending đó. Thường những người như vậy tâm hồn họ sẽ rất bay bổng, có lẽ vì nằm viện bí bích nên tính tình mới bị ảnh hưởng thôi. Hy vọng là vậy. Được rồi, cô có thể ra viện được rồi. Nhớ là đừng để bản thân kiệt sức nữa nhé. Được, cảm ơn chị. Nhận lấy tờ giấy bác sĩ đưa cho mình, tôi nhận lấy. Sau đó cũng rời khỏi phòng bệnh. Lúc đi qua căn phòng VIP của Hường, bước chân tôi vô thức dựng lại. Thật sự rất muốn ngó đầu nhìn vào để xem cô ta mang bộ dạng gì. Nhưng rồi nghĩ lại cũng quyết định bỏ qua. Tôi nghĩ có lẽ cuộc hôn nhân của cô ta không hạnh phúc thật. Cho nên Phương giống như ánh sáng của cuộc đời cô ta vậy. Cô ta chỉ muốn giữ cho riêng mình. Vậy thì tôi cũng nên tác hợp cho họ mới đúng. Như vậy vừa đúng ý muốn của tôi, cũng vừa thoải mái cho anh khỏi khó xử. Còn về việc tôi xuất hiện cái thứ tình cảm nhen nhóm này, tốt nhất vẫn nên dập tắt đi còn hơn. Và đặc biệt là đừng nên để ai biết được chuyện đó. Rời khỏi bệnh viện, tôi không trở về nhà mà đến ngay đài truyền hình. Lúc này mọi người đang chuẩn bị nghỉ trưa. Nhìn thấy tôi ai cũng phấn khởi hỏi thăm không ngừng. Tuy nhiên tôi lại chẳng thấy Huyền đâu. Mãi cho tới khi tôi cất giọng hỏi mới nghe thấy họ nói. Chắc chị ấy lại đi lên tìm tổng giám đốc để kiện cáo rồi. Có chuyện gì sao? Em thấy bảo lãnh đạo yêu cầu chị ấy làm phóng sự về nhạc sĩ Minh Hường. Minh Hường sao? Vâng, nghe nói nhạc sĩ này đa phần đều ở nước ngoài. Dạo gần đây mới trở về nước. Mấy bài cô ta sáng tác nổi tiếng phết đó chị. Có bài còn đạt cả 100 triệu view trên YouTube đó. Nhưng mà sao Huyền lại không đồng ý? Em nghĩ là do chị ấy không thích cô ta. Nói gì thì nói, trong giới họ cũng đồn ầm là tính tình bà này thảo mai, không được tốt đẹp, kênh kiệu. Người ta hận tránh xa còn không được nữa là. Nhưng mà nghe thấy bảo nhà bà này giàu có lắm, nhà chồng cũng giàu nữa. Cây Linh trợ lý của tôi im lặng nãy giờ cũng tham gia vào cuộc nói chuyện. Có điều chồng bà ấy là ai thì lại chẳng có thông tin gì cả. Em kiếm nát cái Google rồi mà không ra nổi. Một người khác lại chen vào. Theo như thông tin tôi nghe ngóng được thì bà cô Minh Hường này thật sự rất xinh đẹp, cũng giỏi nữa. Còn nhà chồng hình như là quý tộc ở nước ngoài, tiền không thiếu. Cô ta đúng là phiên bản lọ lem với được hoàng tử đấy. Bảo sao em cô ta là Minh Hồng lại ngang ngược đến vậy? Hóa ra là cậy gia thế của chị gái à? Có lẽ vậy. Thế này thì chị Huyền khổ rồi. Dây vào ai không dây, lại dây vào ngay hai cái tiểu thư này. Chỉ sợ họ lại làm khó cho chị ấy thôi. Tất cả thở một tràng dài. Tôi nghe xong cũng không nói nữa. Trở về bàn xử lý nốt một số công việc. Đồng thời cũng lấy điện thoại ra báo tin cho Huyền là mình đã về. Vốn cứ tưởng là buổi chiều chúng tôi có thể cùng đi ăn với nhau, thì đột nhiên cấp trên lại đưa ra yêu cầu là nó phải đi vào Đà Nẵng công tác. Còn nhiệm vụ ghi số này thì tôi sẽ đảm nhận thay, không được từ chối. Thật sự tâm trạng tôi lúc này không hề vui vẻ một chút nào. Thế nhưng tôi lại không thể cãi được. Bởi vì theo như lãnh đạo nói đây là một buổi phóng sự quan trọng. Họ bảo chúng tôi đừng ai tùy hứng. Nhưng mà họ đâu có biết rằng cuộc phỏng vấn này với tôi áp lực thế nào đâu chứ. Dù tôi không quá ghen tuông, nhưng tận sâu trong lòng tôi cũng không thấy thoải mái. Ngày hôm sau biết mình không thể chần chừ được nữa,
nên đành phải chấp nhận đi đến bệnh viện để tìm gặp Minh Hường. Khoảnh khắc khi nhìn thấy cô ta, tôi cảm giác giống như bầu trời trên đầu mình sụp đổ vậy. Bởi vì chúng tôi thật sự có nét hao hao giống nhau, từ đôi mắt cho đến cánh môi đến nụ cười. Chẳng nhẽ Phương đến với tôi là vì tôi giống người yêu cũ của anh sao? Là vì giống nên anh mới kiên quyết không cho tôi rời khỏi cuộc hôn nhân này. Dù nó không hề hạnh phúc, những lần anh quan tâm tôi, những lần chúng tôi gần gũi, những lần anh tặng quà tôi, tất cả đều vì anh coi tôi là thế thân của cô ta. Mấy món đồ kia cũng đều là sở thích của cô ta, chứ không phải là do anh thấy nó hợp với tôi cả. Cổ họng giống như bị mắc nghẹn, tôi không nói được lời nào, nhất thời đứng như trời trồng giữa căn phòng rộng lớn. Hường nhìn thấy tôi, cô ta hơi mỉm cười, giọng nói vang lên rất nhẹ nhàng. Cô là phóng viên của đài truyền hình đúng không? Tôi có nhận được điện thoại nói là cô sẽ đến phỏng vấn. Đúng là tôi. Tôi hít vào một hơi thật sâu, những ngón tay siết chặt lấy quai túi sách chậm chậm bước vào. Cảm giác đầu tiên chính là ngửi thấy mùi nước hoa mà Phương hay dùng. Sau đó tầm mắt nhìn thấy chiếc cặp lồng của nhà mình được đặt ở trên bàn. Tôi cuối cùng cũng phải nhận ra một điều. Chồng tôi vừa ở đây rời đi, anh vẫn qua lại chăm sóc người tình. Không cần biết việc đối phương có chồng hay không, cũng không sợ việc chồng người ta sẽ phát hiện. Nghe thấy tôi nói vậy, Hường khẽ cười. Cô ta lấy ghế cho tôi ngồi. Từ đầu đến cuối vẫn giữ dáng vẻ ôn nhu vô cùng. Thật mỏng manh khiến người khác động lòng. Nhưng nếu cô ta biết được tôi là vợ của người cô ta yêu, liệu cô ta còn có thể thoải mái được như thế này không đây? Chắc chắn là không rồi. Không có người phụ nữ nào có thể chịu đựng được cảnh vị trí của mình bị người khác đe dọa và cướp mất cả. Nâng mắt lên nhìn Hường, tôi mỉm cười nói. Cô Hường, vì tình trạng cô không được tốt nên chúng tôi muốn phỏng vấn cô một vài điều để lên kịch bản cho chuyên mục phóng sự sắp tới. Nếu có gì không vừa ý, hy vọng cô có thể bỏ qua cho tôi. Cô đừng ngại, tôi rất vui khi được hợp tác với mọi người mà. Vậy làm phiền cô rồi. Suốt hơn một tiếng, hỏi vô số câu hỏi, tôi cuối cùng cũng cơ bản hiểu được về người trong lòng của chồng mình. Cụ thể, Minh Hường năm nay 30 tuổi, sinh ra và lớn lên trong một gia đình có bố làm giám đốc một xí nghiệp may. Cho nên từ bé cô ta và em gái đều được cưng nựng, giống như công chúa. Năm 16 tuổi, cô ta được bố mẹ đưa sang nước ngoài du học. Với ngoại hình xinh đẹp và nhỏ nhắn, đã thu hút không ít đàn ông. Nhưng mà cô ta lại chỉ thích người đàn ông của mình. Bọn họ ở bên nhau mấy năm, cô ta học nhạc, học hội họa, còn người kia thì học quản trị kinh doanh. Nhưng vì muốn chiều lòng bạn gái, cho nên anh ta cũng học vẽ theo cô ấy, thậm chí còn học cả đàn, chỉ vì muốn được đàn bản nhạc mà cô ta thích nhất. Những bức tranh của cô ta đa phần đều liên quan đến người đàn ông kia, bởi vì chỉ có người kia mới khiến cho cảm xúc của cô ta dạt dào và hoàn thành nó thật tốt. Nhiều năm trước đã vậy, bây giờ nó vẫn thế. Tôi biết người cô ta nhắc đến là Phương, cũng thừa nhận khi nghe lời này. Bản thân thật sự không thấy thoải mái, nhưng rồi may mắn tất cả cũng kết thúc một cách tốt đẹp. Thậm chí trước khi rời đi, tôi vẫn đủ bình tĩnh tặng lại cho Hường một nụ cười, hàm ý muốn nói với cô ta rằng tôi rất thích buổi phỏng vấn này, để đối phương không nghi ngờ gì. Mãi cho tới khi ra khỏi cổng bệnh viện, tôi mới bất lực cúi xuống nhìn đôi tay run rẩy của mình, khóe miệng kéo lên một nụ cười khổ. Sau khi trải qua mấy ngày vui vẻ ngắn ngủi ở quê cùng với anh, tôi cảm thấy bản thân trở nên ngày càng có lòng tham. Ngàn vạn lần muốn lưu giữ khoảnh khắc này thật lâu, nhưng lại không biết phải làm thế nào để giữ nó lại hết. Điều này thật sự khiến tôi khó chịu, còn đang không biết nên làm sao để thoát khỏi, thì bất chợt lại nhận được tin nhắn của Khải. Hẹn gặp ở một quán cà phê. Anh ấy nói là có chuyện muốn nói với tôi. Lúc đọc xong tin nhắn ấy, tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ có khi Khải hỏi tôi về chuyện drama với Minh Hồng thôi. Ai biết được rằng khi tôi vừa gọi xong đồ uống, anh ấy lại nhìn thẳng vào tôi, sau đó hỏi: Vân, em có nghĩ đến việc sẽ ly hôn với anh ta không? Sao anh lại hỏi vậy? Anh có chuyện gì à? Anh... Khải ngập ngừng, sau đó nói tiếp: Người yêu cũ của anh ta trở về rồi. Người yêu cũ, anh cũng biết sao? Ừ, đó là người mà anh ta yêu lúc còn ở bên Mỹ, đều là mối tình đầu. Mà em biết rồi đấy,
Mối tình đầu kéo dài nhiều năm như vậy, họ làm sao có thể quên được chứ? Vâng. Anh biết nói ra lời này sẽ làm em buồn, nhưng mà anh muốn em hiểu. Người như anh ta thật sự không đáng để em lãng phí thời gian. Suốt mấy năm nay, anh ta chưa từng quên đi người đó, bởi vì anh ta đang chờ đợi cơ hội người đó quay về mà thôi. Nghe những lời này tôi trầm mặc, chẳng biết nói gì ngoài sự im lặng, còn Khải thì vẫn tiếp tục. Người phụ nữ đó là Minh Hường, chị gái của Minh Hồng. Anh đã nhìn thấy cô ta rồi. Cô ta với em thật sự giống nhau. Vâng, nghe anh, đừng tự giam mình vào hôn nhân này được không em? Anh ta không hề yêu em, chỉ coi em là thế thân của người đàn bà kia thôi. Anh ta chỉ là đang lợi dụng em thôi. Sao anh biết được? Anh mới biết mọi chuyện hôm qua thôi. Anh vô tình gặp họ trong khuôn viên của bệnh viện cho nên... Vâng, em hiểu. Vâng, em yêu anh ta rồi đúng không? Em thật sự đã yêu anh ta rồi đúng không? Không đâu. Tôi mấp máy đáp lại thật nhỏ, hốc mắt không tự chủ được mà ngấn ngấn nước. Thật tồi tệ, rõ ràng cố gắng rất nhiều. Nhưng đến thời điểm này tôi phải hoàn toàn gục ngã trước những lời nói của Khải. Tôi phải chấp nhận việc bản thân mình là một thế thân cho người phụ nữ khác. Một màn này lọt vào mắt của Khải. Anh ấy khựng người nhìn tôi mất mấy giây, sau đó dường như không thể chịu đựng được, liền đứng dậy đi đến bên cạnh tôi, túm lấy vai tôi thật chặt, giọng đè xuống thật thấp. Em đừng nói dối. Vâng, anh không cho phép em yêu anh ta, không cho phép em lao đầu vào cái kẻ tệ bạc đó. Em xứng đáng với người tốt hơn, đừng có ngu ngốc mà lao vào cái vũng bùn đó, hiểu không? Nói chuyện với Khải cũng mất cả một buổi chiều. Ban đầu tôi không có ý định trở về nên tính đi ăn bên ngoài. Nhưng mà chợt nhớ ra ở nhà vẫn còn nhiều đồ nên quyết định về nhà để nấu. Ai ngờ lúc mở cửa bước vào, ngoài ý muốn lại nhìn thấy Phương. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là anh đang đứng ở trong bếp nấu ăn, dường như là có ý định chuẩn bị bữa tối. Nhìn thấy tôi trở về cũng không bày ra vẻ mặt lạnh như tiền, ngược lại còn mỉm cười thật nhẹ nói. Em đi tắm rồi ra ăn cơm, tôi đấu cũng sắp xong rồi. Hôm nay anh không phải đi công tác sao? Ừ, hôm nay ở nhà không đi đâu cả. Ừ. Tôi gật đầu cũng không nói thêm bất kỳ điều gì cả. Quay người đi tắm, xong xuôi chúng tôi ngồi cùng ăn bữa tối. Sau đó mỗi người một góc để làm việc. Đến 11 giờ cả hai lên giường đi ngủ, không có làm tình, không có những câu hỏi chất vấn sao không nhắn tin gọi điện. Tất cả chỉ đơn giản là nhẹ nhàng vòng tay ôm tôi vào lòng sau đó nhắm mắt. Hành động này của anh thật sự rất lạ. Tôi rất muốn hỏi anh mọi chuyện, nhưng bản thân lại chẳng đánh bại được cơn buồn ngủ. Cuối cùng tất cả lời muốn nói đều nuốt xuống cổ họng. Rạng sáng lúc 3 giờ tôi gặp ác mộng. Khi tỉnh lại nhìn đến giường bên cạnh trống trơn, chỗ nằm cũng không còn ấm, chứng tỏ người đã rời đi từ rất lâu. Ra khỏi phòng ngủ đi đến thư phòng, chiếc đèn nhỏ trên tường vẫn còn đang sáng, nhưng bên trong không có người, phòng khách cũng không, phòng bếp cũng thế. Lúc này tôi đã hiểu là anh rời khỏi nhà rồi, có thể là anh đến với người tình của mình. Ngoài lý do này ra tôi không còn đoán được lý do nào khác. Theo như Hường kể, bọn họ đã yêu nhau nhiều năm, cùng nhau trải qua rất nhiều niềm vui, hạnh phúc, hứa hẹn cũng không thiếu. Có lẽ vì như vậy cho nên cuộc sống có thay đổi đến mấy thì trái tim họ vẫn yêu nhau, vẫn cần nhau, vẫn hướng về nhau. Mà đã như vậy có lẽ tôi với anh nên ly hôn càng sớm càng tốt. Không ngủ được nữa, tôi đành ngồi dậy làm việc tiếp. Đến hơn 4 giờ điện thoại đổ chuông. Đầu dây bên kia gọi điện là nhân viên của câu lạc bộ The Sun. Bọn họ bảo với tôi là anh đã say, cần có người đến đón. Câu lạc bộ này tôi chưa được đến bao giờ, nhưng mà cũng đã nghe qua. Đại loại là nó là một nơi dành cho những thiếu gia, tiểu thư có tiền. Bởi vì để được làm hội viên của nơi này, số chi phí họ bỏ ra là một con số rất là lớn. Muốn bước vào thì phải có thẻ, còn không có thẻ thì tuyệt đối không thể vào được. Đứng trước cửa phòng, tôi gọi lại vào số điện thoại của Phương, thì lát sau cũng có người ra đón, hình như là quản lý của nơi này. Anh ta bảo tôi, anh ấy uống say, chúng tôi không biết làm gì, nên lấy điện thoại gọi cho cô. Trong điện thoại anh ấy lưu cô là vợ. Ừ.
Tôi gật đầu đi sau người quản lý đó vào trong phòng mà Phương đã thuê. Lúc này trên bàn chai rượu đã bị anh uống cạn đáy. Người anh nằm trên ghế sofa, quần áo xộc xệch, bộ dạng bếch nhách vô cùng. Tôi lặng người nhìn anh, cảm thấy thật sự chua xót và đau lòng. Bước lại lay người anh gọi. Phương, Phương, anh tỉnh dậy đi. Bị tôi lay mạnh, anh khẽ lay người, khóe miệng lúc này cũng lẩm bẩm nói. Hường, vì sao em không nghe lời anh? Vì sao em cứ cố chấp như thế chứ? Cậu ấy thì có gì tốt? Cậu ấy đâu có yêu em đâu. Tôi biết là Phương mê sảng, nhận nhầm tôi thành Hường. Cảm giác này thật sự khó chịu, nhưng tôi vẫn phải gạt đi, ưu tiên đưa anh về nhà. Có điều sau khi nói xong câu ấy, anh lại vươn tay kéo mạnh tôi xuống, phủ kín đôi môi mình lên môi tôi. Nụ hôn này đến quá bất chợt, thậm chí sức lực còn dùng nhiều hơn. Cái ôm chặt cứng khiến cho tôi chỉ biết ngẩn ngơ, choáng váng nhưng cũng đau lòng. Đem tôi ôm thật chặt trong ngực, Phương vẫn điên cuồng dùng sức hôn tôi, khóa tôi trong vòng tay của mình. Nhấn nhá, mơn trớn, từ dồn dập rồi nhẹ dần, nhẹ dần. Một phút trôi đi, người đàn ông ấy cuối cùng cũng buông tôi ra. Tuy vậy cánh môi anh vẫn nhẹ nhàng mà đặt lên má tôi một nụ hôn rất nhẹ. Đồng tử trong đêm tối chẳng nhìn rõ hiện tại nó mang theo cảm xúc là gì. Nâng đôi mắt lên nhìn anh, tôi không thể cáu gắt được nên chỉ có thể im lặng chờ đợi cảm xúc của mình ổn định lại, sau đó nói. Anh sai rồi, để tôi đưa anh về. Nghe tôi nói vậy, Phương lúc này cũng ngoan ngoãn để cho tôi với quản lý dìu ra ngoài. Cả quãng đường không nói câu nào hết. Tới khi về đến căn hộ, anh cũng lấy lại được một chút tỉnh táo. Cả người ngồi phịch xuống ghế sofa, ôm lấy đầu lắc nhẹ, khàn giọng nói. Xin lỗi, lần sau tôi sẽ không để người khác gọi điện cho em vào sáng sớm như thế này nữa. Dạ dày của anh không tốt, đừng có uống bất chấp như vậy. Để ông cụ biết được, ông nhất định sẽ rất lo lắng. Ừ, lần sau tôi sẽ chú ý. Để tôi đi nấu nước giải rượu cho anh. Anh đi tắm trước đi, nước nóng tôi vẫn bật đấy. Cảm ơn em. Nói xong, Phương cũng đứng dậy đi thẳng về phòng, đóng cánh cửa lại. Tôi nhìn theo, chỉ biết thở dài một cái rồi đi vào bếp đun nước gừng. Sau đó nhân tiện làm một đĩa mì ý, chăm chú đến mức không để ý đến xung quanh. Đến khi bên tai vang lên giọng nói trầm trầm, mới giật mình ngẩng đầu lên. Chẳng biết anh đã đi vào đây từ lúc nào, đứng lâu chưa. Chỉ biết nụ cười của anh rất đẹp, biểu cảm cũng không còn khó chịu, lạnh lùng giống như mọi ngày trước đó. Khoảng cách rất gần, cả hai đều im hơi lặng tiếng. Tôi hơi lúng túng tránh né cái nhìn như muốn xuyên thủng người khác của anh. Môi mấp máy nói. Tôi đun cho anh cốc nước gừng, anh uống đi cho ấm bụng với giải rượu. Phương cao 1m89, tôi cao 1m7. Đứng cùng một chỗ với anh, nhìn tôi chẳng khác gì một bạn nhỏ vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường chút nào. Anh vươn tay nhận lấy cốc nước tôi đưa, ngửa cổ uống cạn, sau đó lại bảo. Để tôi giúp em. Không cần đâu, tôi làm một chút là xong rồi. Mì ý em nấu rất là ngon. Nghe câu nói này của anh, động tác tôi bất giác khựng lại, cơ mặt theo đó cũng trở nên cứng. Lúc chúng tôi lấy nhau, tôi quả thật không biết làm món này, đa phần đều là Phương làm. Phải công nhận là anh làm rất ngon, ngon đến mức có khi sánh ngang được với nhà hàng vậy. Tôi từ một đứa không nghiện đã trở nên nghiện, ăn nhiều đến nỗi cuối cùng phải tự lên mạng mần mò cách nấu, để những lúc anh không có nhà thì nấu để ăn. Khi đó tôi cứ nghĩ là anh có năng khiếu nên cái gì cũng biết. Cho đến hôm qua nói chuyện với Hương, tôi mới nhận ra tất cả những gì anh biết đều là do anh cố gắng làm để phục vụ người tình bé nhỏ của mình. Anh muốn nấu ăn cho cô ta, muốn làm chỗ dựa vững chãi cho cô ta, muốn đàn bản nhạc cô ta thích nghe nhất, muốn đưa cô ta đi khắp thế giới để ngắm cảnh đẹp. Nghĩ đến đó tôi cười bất đắc dĩ, phải cố gắng lắm mới không để cho chính bản thân của mình trở nên run rẩy hỏi. Vẫn không thể bằng anh được, không có mùi vị giống như của anh. Không cần, em cứ là chính em là được. Tôi biết. Tôi mỉm cười đặt đĩa mì đến trước mặt của anh bảo tiếp. Anh ăn đi, sáng nay nếu còn mệt thì đừng đến công ty vội, chiều hãy đi. Tối nay mấy giờ em về? Cũng không biết được, gần đây khá là nhiều việc, lại không có người giúp nên đều phải tăng ca. Ừ, nếu về sớm thì gọi điện cho tôi, chúng ta đi ăn. Anh rảnh vậy à? Tôi sẽ thu xếp thời gian.
Nghe những lời này của anh, tôi nghĩ là anh muốn hẹn tôi thật, nên đến giờ tan làm bản thân cũng lấy điện thoại ra gọi điện cho anh. Có điều khác với mong chờ là anh sẽ nhấc máy. Thứ tôi nghe được lại chỉ là những tiếng tút tút đơn điệu dài sằng sặc. Chưa hết, vào thời điểm này, trên mạng bắt đầu xuất hiện tin tức nhạc sĩ Minh Hường cùng với một người đàn ông bí ẩn. Cả hai cùng nhau đi ra từ một nhà hàng sang trọng, xong lại xuất hiện ở nhà riêng. Đáng tiếc người đàn ông thần bí kia không chụp được mặt. Trong bức ảnh chụp cũng chỉ thấy được cô ta cùng người đàn ông này như hình với bóng. Bàn tay người này còn rất săn sóc ôm lấy thắt lưng siết lại. Cũng có người đoán người đàn ông này có thể là chồng cô ta, người mà cô ta kết hôn. Cũng có người nói là người đàn ông khác, bởi vì theo như họ biết, chồng của Minh Hường không hề ở Hà Nội. Thật ra danh tiếng của Minh Hường cũng không phải là quá nổi tiếng trong nước, nhưng cô ta khá là nổi tiếng ở nước ngoài. Nhưng có lẽ vì mua bài cho nên truyền thông liên tục đưa tin về hai người bọn họ, chẳng mấy đã sôi sục mấy nền tảng xã hội. Tôi lặng người nhìn tấm ảnh trên chiếc điện thoại của mình, khóe miệng bất giác mấp máy. Đã luyến tiếc nhau như vậy, sao lại còn muốn trói em vào cuộc hôn nhân này? Rốt cuộc là anh muốn cái gì ở em đây chứ? Em nên làm cái gì bây giờ? Quả thật thời điểm này, tâm trạng của tôi thật sự rất tệ. Nó tệ đến mức khiến đôi chân tôi như bị đổ keo dính chặt xuống nền gạch, không nhấc nổi chân để chạy trốn. Điện thoại thì liên tục đổ chuông cuộc gọi của Khải. Tôi không nhấc máy nghe. Cuối cùng anh ấy chỉ có thể bất lực gửi đến rất nhiều tin nhắn. Vâng, bây giờ em đang ở đâu? Gửi vị trí cho anh qua đón em. Vâng, mấy cái tin trên báo đừng đọc, cũng không cần phải đau lòng vì anh ta. Hạng người như anh ta không xứng đáng để em phải suy nghĩ cả. Vâng, nghe lời anh, đừng tự làm tổn thương mình. Còn rất nhiều tin nhắn nữa nhưng tôi không đọc. Tôi đoán Khải lúc này khá là mất bình tĩnh, cho nên cũng chỉ nhắn lại một từ: em không sao. Sau đó bước xuống đường tính sang bên kia đường để mua lấy một cốc cà phê uống cho tỉnh táo. Chỉ là không ngờ vừa mới bước được hai bước thì ngay lập tức có một chiếc ô tô đi đến chặn đường. Cửa xe mở xuống, tôi nhìn thấy An ngồi ở phía ghế đằng sau, đôi chân dài vắt chéo, trên mặt có đeo một chiếc kính gọng vàng. Cái nhìn chỉ là thoáng qua một giây, nhưng ngữ điệu giống như là ra lệnh: lên xe đi. Sau lần đưa tôi về ấy, tôi với An cũng không có gặp mặt nhau nữa. Mà tôi thì cũng gặp nhiều chuyện nên quên bén luôn việc nhắn tin hỏi anh về vụ drama kia. Bây giờ chạm mặt, mặc dù không biết anh tìm mình làm gì, nhưng tôi cũng muốn được hỏi cho rõ ràng vì sao anh lại giúp tôi và anh muốn cái gì ở tôi. Nếu nằm trong khả năng, tôi đương nhiên sẽ trả nợ một cách sòng phẳng, tránh việc sau này chúng tôi nợ nần nhau quá nhiều. Nghĩ đến điều ấy, tôi gật đầu chào anh một tiếng, sau đó cũng mở cửa xe ngồi vào. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Bạc Tình của tác giả Lê Tuyết. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.